Hello, xin chào mừng mọi người đã trở lại với một podcast review phim khác của Phúc. Và bộ phim hôm nay Phúc muốn nói đến đó là bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ. Đây là một bộ phim gọi là phim độc lập của Việt Nam và cũng đã sản xuất vào khoảng 2 năm nay rồi. Thì cũng là vì dịch về kia nên bây giờ mới chuẩn bị ra rạp vào thứ 6 tuần này là ngày 8 tháng 4. Thì phim do anh Aaron Toronto làm đạo diễn. Thì anh này là một người Mỹ, mình không nhớ kỹ là người Mỹ hay Canada. Nhưng mà nhắc tới tên anh á, thì có lẽ mọi người sẽ lạ, nhưng mà đối với Phúc và dân làm phim thì cũng không lạ gì. Vì anh đã sống và làm việc tại Việt Nam khoảng cũng hơn 10 năm nay rồi, và anh nói tiếng Việt rất là rành luôn. Anh từng làm trong phim, anh từng làm phó đạo diễn của phim Để Mai Tính nè, rồi là làm rất là nhiều vai trò từ dựng phim cho đến là sản xuất ở nhiều dự án. Và trong đó có một dự án là Phúc từng được làm việc với anh là phim Em Chưa 18, là anh làm tổ chức sản xuất. Thì quay lại với bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ, coi như là dùng cái filter này mọi người, trong đêm tối nhưng rực rỡ lỗ mũi bự. Thì trước khi mình đến tới review thì mình xin được nói trước là mình sẽ nốt ra điện thoại hôm nay để mà mình đọc. Không phải đọc mà là mình có ý để mình nói, mình nhớ. Tại vì nó dài quá mà mình nói một hồi là mình quên. Thì bây giờ mình sẽ nhìn ý mình nói từng cái một ha. Đầu tiên á, Đêm Tối Rực Rỡ với mình á, nó giống như một cái phiên bản có phần nặng nề, căng thẳng và chân thật hơn của Bố Già. Nếu ở Bố Già cái không khí chính á, chính là drama vui tươi, thì ở bộ phim này nó là một sự nặng nề, bức bối được đẩy lên cao trào về những drama trong gia đình luôn. Đó, và từ những cái chuyện trong gia đình bây giờ giống như là chuyện trọng nam khinh nữ hay là chuyện bạo hành gia đình đều được đưa vào hết, rất là nhiều câu chuyện để nói trong phim luôn. Đầu tiên mình rất là thích phần ánh sáng trong phim. Hình như là cái phim này được dùng với là ánh sáng tự nhiên á, nên tạo cảm giác rất là chân thật và thể hiện được cái độ tương phản trong bộ phim. Giống như cái tên trong Đêm Tối Rực Rỡ đó, chính là cái bối cảnh mà quay ở một bối cảnh là một cái đám tang của ông nội thôi. Và nó rất là linh đình, mời bà con hàng xóm đến, xong rồi mời cả những người đồng tính tới để mà biểu diễn lô tô, rồi làm búa lửa này kia nữa. Thì nó giống như cái gia đình này bên ngoài thì nhìn có vẻ bề thế và đẹp, nhưng mà thật sự là bên trong nha, cái bóng tối ở bên trong gia đình nó đã mục rửa, nó thối nát lắm rồi. Và cái drama đến từ ông bố khi mà ông này nợ rất là nhiều tiền của một cái, và trước buổi sáng thì ông phải trả số tiền đó, nếu không thì ông sẽ bị xử, và những đứa con trong gia đình này bị lôi vào cái drama đó. Thì và cái màu của phim này á, nó chuyển từ nóng sang lạnh rất là hợp lý luôn. Là hai màu đỏ và xanh là cái màu mà thường được dùng trong những bộ phim điện ảnh trên thế giới. Thì tóm lại á, là mình thấy về phần làm phim và ánh sáng thì phim này không có phần gì để chê cả, mặc dù cái tiền làm phim này không có nhiều đó. Và mình cũng rất là ghét luôn là mặt, cái điều mình rất là ghét trong cái xã hội mà cái phim này làm được đó chính là cái những cái đám ma ở miền Nam là mang tới cảm giác mình rất ghét. Đã tiễn một người ra đi mà mở ăn linh đình, mời người về hát cải lương, mời biểu diễn rồi nhậu nhẹt sáng đêm, thì mình không hề thích cái chuyện đó chút nào hết. Có một điều mà Đêm Tối Rực Rỡ làm được đó chính là cái phim này xài nhạc stock, tức là nhạc mua trên mạng rất là nhiều nha mọi người. Và anh Aaron ảnh lựa cái nhạc này trước khi ảnh quay phim luôn, để mà ảnh mua cái nhạc này luôn. Và ảnh không cần một nhạc sĩ hay một dàn nhạc nào đánh nhạc hết, nhưng mà nhạc vẫn rất hợp và rất là tay, vì nó dùng nhạc điện tử là chính, với những cái âm thanh nó liên tục và rất rất là mạnh, tạo cảm giác rất là thích luôn. Đó, và trong cái phim này mình rất là thích cái sự phối hợp của dàn diễn viên, là không phải là những diễn viên gọi là nổi tiếng mà viral mà đã không biết đâu, mà là bao gồm có vợ anh Aaron là nữ chính là Nhã Uyên nè, rồi mình rất là thích cái nhân vật mà đóng cô bé Jolie trong phim và vai bà vợ của anh hai nữa. Đó là nhân vật gọi là chân thật nhất trong phim này. Khi mà cái mối quan hệ của nhân vật với chồng đó là mình rất là thích, khi mà nhân vật đó hỏi câu là vậy anh chọn gia đình của mình hay là anh chọn gia đình của anh và tôi và con anh. Đó là một cái điều mà xã hội ngày nay mình tranh cãi rất là nhiều, ở bất kỳ gia đình nào cũng gặp phải câu chuyện này luôn. Đó, mình thích sự xung đột của hai vợ chồng Kim Hoàng và Bích Ngọc. Đó là hai vợ chồng mình vừa nói xong á, là rồi là đoạn phim này á, nó có một cái cảnh rất là hay và ấn tượng, đó là ma cô á, mấy thằng ma cô trong đám này á giữ thằng bé con của anh hai và làm một cái hành động cực kỳ là rất là đáng sợ luôn á. Mình không thể nói trên này được, nhưng mọi người đi xem đi, đó là một cái cảnh rất là hiếm khi mà đưa lên màn ảnh một cách chân thật như vậy nữa, không còn nhắm vào người lớn mà là nhắm vào trẻ em, những cái đối tượng nó dễ bị tổn thương nhất. Vì bộ phim Việt nào cũng có lỗi, nhưng mà đây là những cái lỗi mà mình nghĩ là có thể cho qua được, nhưng mà mình cũng sẽ nói ra vì mình thấy nó chưa thật sự tốt lắm.
Bây giờ mình tới phần chưa hài lòng nè. Thì với mình á, Đêm tối rực rỡ nửa đầu phim á, nó bị khá là sân khấu trong cái cách dẫn chuyện và tình tiết, và cả cách thoại luôn. Nó có bị melodrama theo kiểu kịch nói á. Những cái đoạn đầu là những cái đoạn mà dông dài để mà set up tạo ra cảm xúc á, nhưng mà nó không có gọi là được cái sự gọi là đều, được cái sự đều và nó sống động như điện ảnh, là thứ nhất. Cái thứ hai á, là diễn xuất của phim này á, mặc dù là diễn xuất rất là đều nhau và phối hợp rất là tốt, nhưng mà nhiều đoạn vẫn bị cường điệu và những cái vai diễn gọi là gằn giọng không cần thiết á. Đặc biệt là trường có một cái trường đoạn là một cái cảnh, một cái góc quay dài gọi là long shot của nhân vật Xuân Thanh là nữ chính á, ngồi trên sân thượng và ngồi kiểu biểu lộ về một cái quá khứ đau thương của mình. Cảnh nó thật sự rất là cảm động luôn, và uyên diễn rất là tốt. Tuy nhiên thì cái gì nó dài quá nó cũng không tốt. Và cảnh này á, vì mình nghĩ là chắc anh Aaron anh thấy vợ ảnh diễn á quá xuất thần nên ảnh giữ nguyên một cái shot này, và nó khá dài. Và khi mà như vậy á, nó làm cho mình gây một tác dụng ngược, khiến mình bị mệt và nó bị thừa về cảm xúc. Nó coi như là người ta vừa đủ rồi thì không chịu cắt, mà để đó thì cảm xúc nó dẫn tới nó bị thừa và bị mệt. Ngoài ra một cái diễn viên khác trong phim là Kim Bi đóng vai cô em á, thì đây là một bạn là từng làm mà hóa trang, chuyên gia trang điểm hóa trang, từng làm trong phim Người Cần Quên Phải Nhớ, và năm nay lớn sân diễn xuất luôn. Thì bạn này khá là cố gắng, nhưng mà bạn này một cái là Việt kiều á, nên bạn ấy nói tiếng Việt bị lơ lớ. Và mình nghĩ là do vì bạn hiểu được cái gọi là cái giới, cái gọi là gì ta, cái giới hạn của mình trong cái việc mình dùng tiếng Việt á, cái hạn chế á, thì bạn đã cố gắng rất là nhiều trong việc biểu lộ cảm xúc khuôn mặt, trợn mắt và gồng lên. Nhưng mà như vậy nó làm cho cái nhân vật lúc này nó bị thiếu tự nhiên, và bạn cảm giác như bạn bị diễn á. Tức là bạn đang diễn mà bạn cảm giác như nhân vật đây là một diễn viên đang đóng bộ phim chứ không phải là cái nhân vật đó trong bộ phim. Và cái gọi là như nào ta, và nó làm cho cái dòng cảm xúc của mình đang xem phim á nó bị hụt đó. Rồi thứ hai á, là cái phần thoại trong phim cũng rất là vấn đề. Kiểu vậy nè, cái nửa đoạn đầu kiểu ở Việt Nam á, không có ai gọi, đặc biệt là ở miền Nam không có ai gọi cái nhân vật trong gia đình của mình bằng cái tên bằng hai chữ trong tên hết. Mà đặc biệt là cái nư của cái gia đình này nó rất là mệt, và thường nếu mà mình sẽ gọi là thằng này, con kia hay là gì đó cùng với cái tên thôi, rất là first name thôi á mọi người. Nhưng mà với cái này á, thì gọi những cái tên là Xuân Thanh, Kim Hoàng, Kim Bảo, nghe nó giống như là giọng lồng tiếng cho phim TVB mà kiểu US ngày xưa mình những năm 90 mình hay coi á. Và đoạn sau thì thoại vẫn bị là thoại viết, không có tự nhiên như là thoại nói của mình ngoài đời á, nên thành ra là đây là một cái phần mà lỗi rất là thường gặp trong việc biên tập kịch bản đó. Giống như được chiếc bóng đè cũng có những cái cảnh mà ở Việt Nam nó có ai thoại là kiểu chúng ta là một đội, chúng ta ba phải chiến đấu với nó đâu, thì đúng là nó là cái lỗi về thoại, về biên tập là thoại. Rồi là cái cuối cùng á, có một cái điều mà nó làm rất tốt nhưng mình lại rất là không thích, đó là cái cảnh kết ở cuối cùng á, dù đúng thông điệp là gia đình của mình có như thế nào thì đó vẫn là gia đình mình và mình không bao giờ từ bỏ gia đình của mình. Nhưng mà các bạn ơi, Phúc rất ghét cái thông điệp này, tại vì Phúc là một người kiểu cũng là không có theo thông điệp đấy. Vì các bạn cứ nghĩ đi, nếu mà gia đình chúng ta êm ấm thì không nói, nhưng mà gia đình chúng ta có những cái thành phần gọi là bất hảo hay gì đó mà cứ giúp một lần là lại hại thêm một lần nữa, thì các bạn có giúp gia đình của mình không? Thì cái này là một cái là dựa trên cảm xúc cá nhân nha. Mình nghĩ đây là cảm xúc tùy theo hoàn cảnh mọi người sẽ thích cái kết này hoặc là không thích cái kết này, nhưng mà với Phúc thì Phúc không thích. Và mình nghĩ là tới đây là được rồi á. Nhưng mà thật sự là đây là một bộ phim rất là đáng xem và làm rất là khá luôn, từ cách kể chuyện đến mọi thứ. Mặc dù đối với những cái đó mà mình chưa có thật sự hài lòng, nhưng mà đây là một cái phần mà khi mà ra rạp thì xem phim thì mình nghĩ sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau. Và các bạn nếu được hãy dẫn ba mẹ đi xem. Và cái bộ phim này nó ra mắt ngay cái thời điểm mà cách đây một tuần, chưa tới một tuần, chúng ta có một cái sự kiện rất là đáng buồn xảy ra ở Hà Nội. Thì cái nhân vật trong phim là Xuân Thanh và cô bé Jolie rất là giống cái cậu bé trong cái sự kiện đó. Và cha mẹ bây giờ quá coi thường việc con cái bị trầm cảm luôn. Đó, và thôi coi như hết review rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha. Hy vọng mọi người sẽ ra rạp xem phim. Của giờ thì bye.